Nhà ăn sáng mình nha. Xin mời. Mình rất thích ăn phở, cho thêm quả trứng vào này. Trứng lộn và nó ngọt. Hết nước hết rồi. Sao gì? Ý là hết rồi. Mỗi sáng này. Nay đợt là nấu tất. Chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Đây, buổi sáng nay mình vừa dậy vừa thể dục về đây anh em ạ. Đấy, dọn hàng, dọn quán xong. Đấy, bà con bắt đầu đi làm đây anh em ạ. Đấy, đường chợ là bắt đầu mọi người đi công ty không tiếc đi làm đấy. Các cháu đi học. Đấy anh em nhá, sáng ra là rất là nhộn nhịp, đấy anh em thấy không? Buổi sáng mà mọi người ai vào việc đấy tất bật. Mình vừa đi tập thể dục về anh em nhá, bây giờ đi nấu đồ ăn nào, xem nay có chương trình gì anh em nhé. Anh em thấy buổi sáng ở đây nó nhộn nhịp lắm anh em ạ, đường nó vậy. Đây, sáng ra lại như thường ngày đấy anh em nhá, nấu ăn tiết mục nấu đồ ăn sáng. Rau thơm này nhỉ. Hả? Đấy. Chứ phải rũ nó mới sạch. Đấy. Sáng ra mua cái này, mua nhiều để bỏ tủ lạnh đi. Mẹ chạy ra lấy lẩu đấy. Đây thịt đây anh em ạ. Đấy, sáng ra làm cái thịt mà về nấu phở ăn. Đấy. Đâu đưa ra rồi, đưa ra. Tự nấu ăn thoải mái. Này có quả xương bò ấy. Xương bò ngọt lắm. Xương bò. Tối bỏ luộc với hầm nữa chứ. Ừ. Thế không lúc ai không bảo người ta đập luôn nó cho. À, nó không có đồ. Đập dập nó ra. Chưa có làm thì phải làm sạch cho hầm luộc. Đâu? Ít luộc. Mua rồi. Rẻ thôi. Nhưng mà cái bỏ tối về xào đấy á. Nhiều. Gần 1 cân. Thế thôi là tối hết. Tối xào thế. Không chia bánh là hai bát. Để nó còn lo vón. Bánh đa của mẹ và thường mẹ ăn rồi, không thôi. Quên chưa trả tiền? Máy hết rồi. Hết chưa? Hết chưa?
Đây anh em làm hai bát. Đấy, sáng là trẻ thì đi học còn già nhà nấu ăn. Đấy, nước này là mình nấu nước xương anh em nhé. Nấu xương đấy. Nếu chịu khó dậy nấu này là nó ngon. Hôm nào bất đắc dĩ không nấu được thì đi ra quán. Tung cái ra mùi đây rồi. Rũ lên nhưng không rũ ra sạch. Lấy cái cuống thì ta xái này. Này. Đấy. Anh em đấy chuẩn bị ăn sáng này anh em nha. Mời anh em ăn sáng nha. Đấy, vẫn như thường ngày thôi, phở nhà nấu lấy đấy. Cũng ngon bây giờ. Bây giờ. Đưa cái gì bố bỏ hai cục xương này. Cái xương này là mình mua về hầm để lấy nước cho nó ngọt anh em. Quá tuyệt cú mèo này. À chết rồi, mèo phải cầm búa khay ướt này. Cho đi tương và nó cay cay. Đấy nhau sáng ra đi thể dục về không mà dọn hàng rồi. Xu dọn rồi ăn sáng. Mời tất cả anh em ăn sáng mình nha. Xin mời. Mình rất thích ăn phở cho thêm quả trứng vào. Trứng lộn và nó ngọt. Hết nước hết rồi. Tao gì? Ý là hết rồi. Mỗi nồng, mỗi sáng này. Đây đợt là nấu tất. Hôm qua tao ấy hết ra từng nướng. Cái nồi cơm điện này ấy rồi. Sao? Nó được dừng. Dừng qua tao nảy chín rồi tao phải chú ý để ấn cho. Mai kia xem có nồi áp suất nào không? Lên nhanh. Cứ nổi không vậy? Mai mới nổi cái số. Nó có điện hầm rừ nhất. Lâu hơn nổi áp suất. Sáng là nhẹ nhàng tình cảm về thôi anh em. Rồi làm bát sáng này lại công việc. Mình mua cái xương về hầm. Lấy cái nước này sáng ra nấu phở nó cái độ ngọt của nó rất thật anh em, chứ đi quán là nó không được, nó ngọt mì chính nhiều. Đây nhà nấu là nó ngọt xương. Thì không tí nhưng ngon anh em. Mời anh em nhé. Sáng ra quán ăn sáng thì nó chỉ hơn được cái được buôn chuyện đấy. Chuyện mây chuyện biển được. Mọi nơi
không quen buôn gì ăn chưa cái gì. Liên tiên tiên á, về ngay ta đi làm chứ phải đi làm một tí rồi về. Này không kia lắp điều hòa thì có người ở điều hòa máy này à, máy phải điều hòa lạnh như chỗ cái Hồng thế. Hay là mai lẩu ra mua tí bò. Không ăn bò. Sáng mai mua tôm. Ăn chợ thịt. Nay 17, mai 18 âm. Mai đi chợ. Hôm qua các ông bỏ là 2 cân thịt dê. Phải hơn 2 cân. Nên nó bỏ nó bị. Nhưng mà ăn thịt dê nó bị. Không, đấy là mấy ông làm. Qua nó thỏa nó hái sâu sâu. Bỏ vào cứ sạch hấp lên. Để nó ngọt lắm. Nó qua ngon, nó còn bỏ vào nó cháy tỏi. Quen ăn ngon. Hôm qua ăn mẹ 8 ông. Thế là còn một mẻ chân này, mẻ lòng vứt lại, vứt chưa ăn đi. Châm muối là ngon. Dưa của nhà hôm nay nó trồng. Nhà trồng dưa phải trồng đất lên. Mai về gieo mấy bông. Sườn mình làm ngon, ăn được, sướng, à, ngon lắm. Ra bằng sớm để làm vui góp cho ăn không? Vui góp đi làm tí. Tí gì? Nhâm nha.
phở là anh em cứ phải ăn nhiều nước, phở phải làm nhiều nước, ít bánh thôi. Phở ngon là cái nước mà anh em. Còn nan hay gì? Cho bố miếng. Cái loại đấy là công nghiệp. Công nghiệp gì? Na này na gì? Quát đi, quát đi. Na làm sơn rồi. Làm sơn na ấy mà nó không bao to vậy. Trồng trên núi, trên đồi. Mua nước ngọt nước miếng về cho con ăn thì phải béo kê. Bánh chất. Bố miếng bỏ bát đĩa. Cái nước phở nhà nấu ngon lắm anh em. Hạt công nhân ngọt bỏ đĩa. Đây nhà bê cả lên hút này. Anh em nhà cái bát phở ngon nhất ở cái nước ấy. Nên mình không phải khách sáo vứt đi nước phí. Đây nha mày, đây bà xã gọt cho hai quả miếng na này. Không biết quả nào to à thế này, em biết múi này to lắm. Không được. Cắt cái lõi. Nó cái lõi như lõi mít ý. Nó chưa chín như hôm qua ăn quả vừa kia thấy. Nó có hiện tượng rắn lắm. Sồn sồn. Chưa chín lắm. Nó nói ở đây. Rắn. Ăn hả? À làm miếng nữa. À sáng nào bát phở xong vậy hai miếng na to vất vả. Ăn mát luôn. Đời sống khổ thế này khổ lắm đấy anh em.
xong bữa của mình nhá. Thôi clip mình video mình dừng ở đây nhá. Hẹn gặp anh em ở video sau nhá. Mình cứ chia sẻ thong thoảng một tí gì đấy nó quê quê và cuộc sống nó chân chất thôi, chứ không có cái gì cầu kỳ và quan trọng cả. Đấy anh em thấy không, sáng ăn bát phở nhà tự nấu, xương hầm thịt mua về trần ăn thoải mái, thích ăn bao nhiêu cũng được, nấu rẻ anh em, về kinh tế quá rẻ, về chất lượng thì quá chuẩn luôn, không mỹ miều, không quách trơ, không đe khoe đẹp, nhưng mà rất là chất lượng đấy. Thôi hẹn gặp anh em video sau nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.